Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Cẩm Yến xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Biến cố rất lớn, Iran trực tiếp tấn công Israel. Video xuất hiện cho thấy phòng không Israel đánh chặn máy bay không người lái của Iran. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhân đề. Video show Israeli air defense intercepting Iran's drones. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Các cảnh quay trực tiếp và video clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hệ thống phòng không của Israel đánh chặn các máy bay không người lái và hỏa tiễn đang lao tới trong cuộc tấn công của Iran hôm thứ Bảy. Lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF xác nhận với Newsweek hôm thứ Bảy rằng Iran đã phóng máy bay không người lái từ lãnh thổ của mình về phía nước này. IDF cho biết, hệ thống phòng không của Israel, bao gồm hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Iron Dome, đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà các quan chức Iran cho biết được thực hiện để đáp trả cuộc tấn công của Israel khiến hai tướng Iran thiệt mạng hồi đầu tháng này. CNN đã phát sóng đoạn phim từ Jerusalem, dường như cho thấy hệ thống phòng không của quốc gia Trung Đông này đang chặn máy bay không người lái của Iran. Trong các phần của đoạn clip dài gần 2 phút được chia sẻ trên X, có thể nhìn thấy các vụ nổ và ánh sáng chói trên bầu trời phía trên thành phố Israel khi còi báo động vang lên. Chúng tôi tiếp tục thấy nhiều vụ chặn trên bầu trời phía trên tôi đến từ nhiều hướng khác nhau. Thật khó để nói đâu là hỏa tiễn đang bay tới và đâu là hỏa tiễn đánh chặn. Biên tập viên ngoại giao quốc tế của CNN, Nick Robertson, đưa tin tối thứ Bảy. Robertson cho biết, vào thời điểm đó, anh đã chứng kiến 20 đến 30 lần đánh chặn có thể xảy ra. Tôi nghe thấy nhiều tiếng nổ, lại nghe như tiếng đánh chặn, ông nói. Tôi không nghe thấy âm thanh va chạm. Người dùng mạng xã hội Asin đã đăng một đoạn clip trên CNN lên X và viết, đây là những hình ảnh trực tiếp, không rõ chính xác chúng ta đang nhìn thấy gì, nhưng bạn có thể thấy những vệt đó trên bầu trời. IDF chưa xác nhận tại thời điểm công bố liệu họ có chặn bất kỳ máy bay không người lái nào hay mục tiêu dự định của chúng là gì hay không. Trong khi hơn 100 máy bay không người lái đã được triển khai, IDF nói với Newsweek rằng lực lượng phòng không của Israel đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. IDF đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và liên tục theo dõi tình hình hoạt động. Quân đội Israel nói với Newsweek trong một tuyên bố hôm thứ Bảy. Mạng phòng thủ trên không của IDF đang trong tình trạng báo động cao cùng với các chiến đấu cơ của IAF và tàu hải quân Israel đang thực hiện nhiệm vụ phòng thủ trên không phận Israel. IDF đang theo dõi tất cả các mục tiêu. Chúng tôi yêu cầu công chúng tuân thủ và làm theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và các thông báo chính thức của IDF về vấn đề này. Sau khi đe dọa trả đũa, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel hôm thứ Bảy diễn ra sau cuộc tấn công của Israel, khiến hai tướng Iran và 5 sĩ quan khác thiệt mạng hồi đầu tháng này ở Syria. Căng thẳng giữa Israel và Iran đã gia tăng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Israel-Hamas, khi nhóm chiến binh Palestine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ giết chết 1.200 người ở Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel sau đó đã phát động một chiến dịch nhắm vào Hamas ở Gaza, giết chết hơn 1.200 người ở Israel. Theo các quan chức y tế địa phương, 30.000 người Palestine. Các quan chức Mỹ và Israel đều cáo buộc Iran không chỉ hỗ trợ chính trị mà còn hỗ trợ vật chất cho Hamas và Thánh chiến Hồi giáo, cũng như các lực lượng dân quân khác ở nước ngoài như Hezbollah của Liban, Ansar Allah của Yemen, còn được gọi là phong trào Houthi, và một loạt lực lượng nổi dậy ở Iraq và Syria.
Pháp tiết lộ Nga dùng Mỹ nhân kế tấn công các điệp viên Pháp nhưng thất bại. Tờ The Sun có trụ sở ở London có bài tường trình nhan đề Oh la la, French spies have so many casual rooms that Russia honey trap blackmail plot don't work. Dug into Paris MI6 reveals. Nghĩa là, oh la la, tài liệu tiết lộ về MI6 của Paris cho thấy gián điệp Pháp có nhiều trò đùa ngẫu hứng đến mức âm mưu tống tiền bằng Mỹ nhân kế của Nga không hiệu quả. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một bộ phim tài liệu gây chấn động đã tiết lộ rằng các âm mưu Mỹ nhân kế của Nga không có tác dụng với các điệp viên Pháp vì họ có rất nhiều hành động ngẫu nhiên. Các mật vụ đã kết hôn nói với đối phương Nga rằng việc tống tiền phu nhân của họ gần như vô ích vì vợ họ đã quen với công việc của họ. Các nhà sản xuất của một bộ phim tài liệu gây chấn động đã phát hiện ra tiết lộ này khi họ đến hậu trường của Tổng cục An ninh Đối ngoại gọi tắt là DGSE, cơ quan tương đương với MI6 của Anh. Các điệp viên Pháp nói với những người soạn xuất tài liệu rằng người Nga đã cố buộc họ phải đổi phe bằng cách đe dọa kể cho vợ họ nghe về chuyện tình lãng mạn của họ. Một đặc vụ tên Nicholas cho biết, anh đã nói với đối phương của mình, anh cứ làm đi, vợ tôi đã biết rồi, cô ta không biết chữ ghen viết ra làm sao. Ông nói thêm, những người đào thoát khỏi Liên Xô thường nói về nghịch lý Pháp. Bạn không thể làm một người Pháp có gia đình kinh hoàng bằng cách nói với anh ta rằng chúng tôi đã bắt quả tang anh với một cô gái 22 tuổi tên là Tatiana. Hãy làm việc cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ mách vợ bạn. Cách đó không hiệu quả. Đó là bởi vì anh ta thường nói, cứ nói đi, cứ cho cô ấy xem, cô ấy sẽ hiểu hoặc cô ấy đã biết chuyện đó rồi. Máy quay đã được phép đi vào DGSE cho bộ phim tài liệu tạo nên các đặc vụ bí mật được phát sóng ở Pháp vào hôm thứ Ba. Trong một phần của chương trình dài 90 phút, cựu giám đốc tình báo Pháp Wagner Imme đã bác bỏ tuyên bố rằng các đặc vụ của ông không hề biết về việc Nga xâm lược Ukraine sau khi Putin tập trung quân ở biên giới. Cả Anh và Mỹ đều cảnh báo tên bạo chúa đang âm mưu gây chiến, nhưng tình báo Pháp khẳng định không có mối đe dọa nào sắp xảy ra. Tuy nhiên, ông Imme tuyên bố trong tài liệu rằng Pháp biết rõ tình hình, nhưng không nói ra. Ông Imme cho biết, khi Nga phát động cuộc chiến với Ukraine, DGSE có thông tin kỹ thuật giống như các đối tác Mỹ. Vấn đề là cách bạn khai thác và phân tích thông tin đó cũng như cách bạn nghĩ một sự kiện sẽ diễn ra hay không. CIA đã đưa ra quyết định hoàn toàn đáng tôn trọng khi tiết lộ thông tin tình báo mà họ có với mục đích ngăn cản người Nga tiến hành chiến dịch của họ. Đây là một chính sách mà chúng tôi không đeo đuổi. Nhưng về mặt tình báo, chúng tôi có trình độ kiến thức ngang nhau. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tiến tới vùng ngoại ô Bohdanivka của tỉnh Donetsk. Tình hình rất căng thẳng. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều Chủ nhật 14 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Hromov cho biết, các nhóm tấn công của Nga đã tiến tới vùng ngoại ô phía bắc của làng Bohdanivka ở tỉnh Donetsk vào đêm 13 tháng 4. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Nga đã chiếm được Bohdanivka, cách thành phố Chasivya đang bị vây hãm chưa đầy 10 cây số. Chuẩn tướng Oleksiy Hromov bác bỏ thông tin này và nói rằng thị trấn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Trận chiến đang diễn ra, đối phương không ngừng tấn công, tình hình hết sức căng thẳng. Trước đó vào ngày 13 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sirsky cho biết tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây khi Nga tăng cường các nỗ lực tấn công. Theo Sirsky, thời tiết ấm áp, khô ráo đã tạo điều kiện cho Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng xe thiết giáp ở các khu vực Bakhmut, Liman và Pokrovsk. Quân đội Nga gần đây đang tập trung nỗ lực gần Chasivya ở tỉnh Donetsk. Các thành phố Donetsk bị tạm chiếm khoảng 70 cây số về phía tây bắc và cách Bakhmut bị tạm chiếm khoảng 10 cây số về phía tây. Theo quân đội Ukraine, Nga coi việc chiếm được Chasivya là một cột mốc quan trọng cho những bước tiến xa hơn về phía tây tới Kostyantynivka,
Kramatorsk và Sloviansk. Các quan chức nước ngoài và Ukraine đều cho rằng việc thiếu viện trợ của Mỹ đã bắt đầu làm tổn hại đến vị thế của Ukraine trên chiến trường và cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không có sự hỗ trợ quân sự mới. Vào cuối tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky không loại trừ khả năng một cuộc tấn công lớn của Nga có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Financial Times cho biết Nga có thể đang chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Financial Times, Russia might be gearing up for large-scale offensive against Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến. Tờ Financial Times đưa tin hôm 13 tháng 4 dẫn lời các quan chức Ukraine và phương Tây được giấu tên rằng các lực lượng Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè nhằm chiếm thêm đất ở các tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia do Ukraine xâm lược một phần. Financial Times cũng đưa tin các quan chức Ukraine cho biết Nga có thể lên kế hoạch tấn công Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine nằm gần biên giới Nga. Khi viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine vẫn bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, các lực lượng Ukraine đang bị Nga đè bẹp cả về quân số lẫn vũ khí, đang phải vật lộn để đẩy lùi các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga theo nhiều hướng. Các quan chức nước ngoài và Ukraine đều cho rằng việc thiếu viện trợ của Mỹ đã bắt đầu làm tổn hại đến vị thế của Ukraine trên chiến trường và cảnh báo rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không có sự hỗ trợ quân sự mới. Trước đó, vào ngày 13 tháng 4, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky cho biết tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine đã xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây khi Nga tăng cường các nỗ lực tấn công. Theo ông Syrsky, thời tiết ấm áp khô ráo đã tạo điều kiện cho Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng xe thiết giáp ở các khu vực Bakhmut, Liman và Pokrovsk. Quân đội Nga gần đây đang tập trung nỗ lực gần Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk, cách thành phố Donetsk bị tạm chiếm khoảng 70 cây số về phía tây bắc và cách Bakhmut bị tạm chiếm khoảng 10 cây số về phía tây. Theo quân đội Ukraine, Nga coi việc chiếm được Chasiv Yar là một cột mốc quan trọng cho những bước tiến xa hơn về phía tây tới Kostyantynivka, Kramatorsk và Sloviansk. Vào cuối tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky không loại trừ khả năng một cuộc tấn công lớn của Nga có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6 này. Nga gần đây cũng tăng cường các cuộc tấn công vào Kharkiv nhằm vào các khu dân cư với cơ sở hạ tầng quan trọng. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố này trong năm nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 6 tháng 4 cho biết Kharkiv được bảo vệ trong trường hợp Nga cố gắng tiến hành một cuộc tấn công. Ông Zelensky nói hôm nay Kharkiv không gặp nguy hiểm vì các tuyến phòng thủ địa phương và sự sẵn sàng của quân đội. Ông nói thêm người Nga đã không giấu giếm rằng Kharkiv là một mục tiêu mà họ đang mong muốn. Tình báo quân sự Ukraine gọi tin tức về một cuộc tấn công tiềm tàng vào Kharkiv là một phần trong hoạt động tâm lý của Nga. Đồng thời nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Mặc Tư Khoa đang chuẩn bị các đội hình tấn công mới để thực hiện một cuộc tấn công trên bộ. Trong bối cảnh các thành viên Quốc hội tại Hạ viện Hoa Kỳ đã ngăn chặn viện trợ cho Ukraine từ tháng 10 cho đến nay, vì thế trong một cuộc họp tại Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy, 13 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết đây là thời cơ, bây giờ hoặc không bao giờ.
SBU ngăn chặn âm mưu ám sát nhà lãnh đạo chính quyền quân sự khu vực Kherson. Cơ quan an ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, đã phá vỡ một vụ ám sát Oleksandr Brokhodin, thống đốc khu vực Kherson. Phát ngôn nhân của SBU, Artem Dechiarenko, cho biết như trên trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv chiều Chủ nhật 14 tháng 4. Thiếu tướng Vasyl Malyuk cho biết một cư dân Kherson đã lên kế hoạch thực hiện vụ ám sát Brokhodin với sự cộng tác của các cơ quan đặc vụ của Nga. Nghi phạm bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 4. Malyuk nói, tên vô lại này đã thực hiện giám sát trực tiếp tại hiện trường và điều chỉnh hỏa lực nhắm vào xe của Brokhodin. Một mẫu máy bay không người lái FPV mới của đối phương đã được phóng từ độ sâu 12 cây số nhằm giết chết Brokhodin. SBU đã đánh chặn thành công máy bay không người lái được triển khai bằng cách sử dụng các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Ba Lan thành lập hội đồng hợp tác với Ukraine. Ba Lan đã thành lập hội đồng hợp tác mới với Ukraine. Pavel Kova, ủy viên Ba Lan về phục hồi Ukraine cho biết trong cuộc phỏng vấn với cơ quan báo chí Ba Lan ngày 12 tháng 4. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã ký sắc lệnh thành lập hội đồng nhằm giải quyết các vấn đề quan hệ song phương Ba Lan-Ukraine và tái thiết Ukraine. Trong khi Ba Lan là đồng minh trung thành của Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, cuộc phong tỏa biên giới kéo dài do nông dân Ba Lan tiến hành đã khiến mối quan hệ giữa Kyiv và Warsaw xấu đi. Kova cho biết, ông sẽ lãnh đạo hội đồng mới, nơi sẽ có các nhóm làm việc khác nhau và hợp tác với các tổ chức nghiên cứu của Ba Lan. Đây sẽ là một cơ quan công cộng bao gồm các đại diện của khoa học, doanh nghiệp, chính phủ và chính quyền địa phương, Kova nói. Theo ông, Ba Lan hy vọng thành lập một thực thể sẽ áp dụng đường lối toàn diện hơn đối với quan hệ Ba Lan-Ukraine. Chúng tôi cho rằng chúng là duy nhất, không chỉ vì các vấn đề lịch sử, mà còn vì sự tham gia của Ba Lan trong việc giúp đỡ Ukraine, quốc gia đang được bảo vệ và vai trò của Ba Lan trong quá trình phục hồi của nước này. Ba Lan đã quyên góp khoảng 3,2 tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự và tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn Ukraine kể từ khi chiến tranh toàn diện bùng nổ. Tranh chấp về chính sách nông nghiệp đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa các nước láng giềng trong những tháng gần đây, với việc nông dân và tài xế xe tải Ba Lan tổ chức các cuộc biểu tình và chặn các cửa khẩu biên giới. Thủ tướng Denis Miho đã đến thăm Thủ tướng Ba Lan và các quan chức chính phủ khác vào ngày 28 tháng 3 để thảo luận về việc phong tỏa, viện trợ quân sự và thương mại đang diễn ra giữa Ukraine và Ba Lan. Cuộc tấn công của Nga vào xe cứu thương là một người bị thương ở Kharkiv. Lực lượng Nga đã tấn công một xe cứu thương trong cộng đồng Karpins ở tỉnh Kharkiv, khiến một người bị thương. Thống đốc khu vực Kharkiv, Oleg Sinyehubov, cho biết như trên vào chiều Chủ nhật 14 tháng 4. Karpins, một cửa ngõ hậu cần quan trọng, đã bị Nga xâm lược trong thời gian ngắn vào năm 2022. Gần đây đã hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội khi Nga tăng cường nỗ lực tấn công trong khu vực. Theo Sinyehubov, một chiếc máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất của Nga đã thả chất nổ xuống xe cứu thương khi nó đang trên đường đến Petropavlivka. Ông cho biết một tài xế 58 tuổi đã bị thương. Zelensky, Ukraine đang nỗ lực để có thêm hệ thống phòng không IRIST và hỏa tiễn phòng không từ Đức. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Zelensky, Ukraine working to secure additional IRIST air defense system anti-air missiles from Germany. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu buổi tối rằng Ukraine đang đàm phán với Đức để bảo đảm có thêm hệ thống phòng không IRIST
cũng như hỏa tiễn cho các hệ thống phòng không hiện có. Bình luận của Zelensky được đưa ra khi Berlin tuyên bố trước đó rằng họ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm một hệ thống phòng không Patriot để chống lại các cuộc tấn công gia tăng của Nga. Khi Mặc Tư Khoa tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine trong mùa xuân, tình trạng thiếu hệ thống phòng không ở các thành phố và làng mạc của Ukraine ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Các cuộc tấn công gần đây của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã phát huy một số nhà máy nhiệt điện trên khắp đất nước, bao gồm nhà máy Tripilia, nhà cung cấp điện chính cho các tỉnh Kyiv, Zhytomyr và Cherkasy. Kyiv đã tăng cường kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không cho Ukraine. Zelensky hôm 6 tháng 4 cho biết Ukraine cần 25 hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ bầu trời nước này trước các cuộc tấn công của Nga. Đức trước đây đã cung cấp các hệ thống phòng không IRIST cho Ukraine, bao gồm 3 hệ thống IRIST-SLM có tầm bắn lên tới 40 cây số và một hệ thống IRIST-SLS có tầm bắn lên tới 12 cây số. Reuters đưa tin, theo bản tóm tắt chuyển giao của Đức, nước này cũng đã chuyển giao 2 hệ thống Patriot, 52 pháo phòng không tự hành Gepard cho lực lượng phòng không Ukraine. Ban đầu bị chỉ trích vì cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine chậm chạp sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Đức đã trở thành nhà cung cấp thiết bị quân sự lớn thứ hai sau Mỹ. Tổng thống Zelensky nói thêm, sự lãnh đạo của Đức thực sự được cảm nhận và nhờ sự lãnh đạo này, chúng tôi sẽ có thể cứu được hàng ngàn sinh mạng và giúp Ukraine được bảo vệ nhiều hơn khỏi sự khủng bố của Nga. Reuters nói, cơ quan Mỹ tố Trung Quốc hỗ trợ Nga mở rộng quân sự quy mô lớn. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Reuters, US official says China adds Russia's massive military expansion. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Reuters ngày 12 tháng 4 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết Trung Quốc đang nỗ lực cỗ máy chiến tranh của Nga ở Ukraine bằng cách cung cấp máy móc, công nghệ vũ khí và hình ảnh vệ tinh. Trung Quốc chính thức tuyên bố mình là một bên trung lập trong cuộc chiến toàn diện của Nga ở Ukraine, nhưng Washington vẫn tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự hỗ trợ của Bắc Kinh đối với các nỗ lực mở rộng công nghiệp quốc phòng của Mạc Tư Khoa. Theo một quan chức, nguồn cung từ Trung Quốc đang giúp Nga thực hiện việc mở rộng quốc phòng đầy tham vọng nhất kể từ thời Liên Xô và với thời gian nhanh hơn chúng tôi tin là có thể xảy ra ngay từ đầu trong cuộc xung đột này. Các quan chức cho biết Nga sử dụng các chuyến hàng máy công cụ từ Trung Quốc để tăng cường sản xuất hỏa tiễn đạn đạo và vi điện tử của Trung Quốc được sử dụng để sản xuất hỏa tiễn, xe tăng và máy bay của Nga. Các quan chức cho biết 90% lượng nhập khẩu vi điện tử của Nga vào năm 2023 là từ Trung Quốc. Họ cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc như E-Ray Technology và Viện Nghiên cứu Quang học Bắc Trung Quốc cũng cung cấp cho Nga các thiết bị quang học quân sự dành cho xe tăng và xe thiết giáp. Trung Quốc cũng cung cấp cho Nga động cơ máy bay không người lái và các quan chức cho biết các công ty Trung Quốc và Nga đang hợp tác để sản xuất máy bay không người lái ở Nga. Cùng với những nguồn cung cấp này, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng có thể cung cấp cho Nga nitrocellulose, chất được sử dụng để sản xuất nhiên liệu đẩy cho các vũ khí. Các quan chức cũng nói với các phóng viên rằng tình báo Mỹ chỉ ra rằng Trung Quốc đang cung cấp hình ảnh vệ tinh cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Một quan chức cho biết, quan điểm của chúng tôi là một trong những động thái mang tính thay đổi cuộc chơi nhất mà chúng tôi có thể thực hiện vào thời điểm này để hỗ trợ Ukraine là thuyết phục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngừng giúp Nga tái thiết cơ sở công nghiệp quân sự của mình. Nga sẽ gặp khó khăn để duy trì nỗ lực chiến tranh nếu không có sự tham gia của Trung Quốc. Trung Quốc khẳng định rằng liên quan của họ với Nga là bình thường và họ không hỗ trợ vũ khí cho Ukraine hay Nga trong suốt cuộc chiến toàn diện.
Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đáp lại những lời chỉ trích của phương Tây trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 4, nói rằng quan hệ đối tác giữa Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa cấu thành sự hợp tác bình thường. Mao Ninh nói, Trung Quốc sẽ không chấp nhận những lời buộc tội và gây áp lực. Tạ Phòng, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, cũng nói với Reuters rằng Trung Quốc không cung cấp vũ khí cho Nga hay Ukraine và vẫn là một bên trung lập. Phòng nói, chúng tôi kêu gọi phía Mỹ kiềm chế không chê bai và coi thường mối quan hệ bình thường giữa Trung Quốc và Nga. Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, việc vận chuyển máy bay không người lái đến tiền tuyến năm nay đã cao gấp 3 lần so với năm 2023. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Deputy Commander Drone Deliveries to Frontline this year already 3 times higher than in 2023. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến. Theo Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Vadim Sukharevsky, số lượng máy bay không người lái được vận chuyển đến tiền tuyến ở Ukraine kể từ đầu năm 2024 đã cao gấp 3 lần so với cả năm ngoái. Ông Sukharevsky cho biết hôm Chủ nhật ngày 14 tháng 4 vừa qua rằng kể từ đầu năm 2024, chúng tôi đã cung cấp số lượng máy bay không người lái nhiều hơn, gần gấp 3 lần so với cả năm trước. Quá trình này vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục gia tăng. Ông Sukharevsky đã không nêu rõ số lượng máy bay không người lái chính xác được giao trong năm nay. Các hệ thống không người lái đã trở thành năng lực then chốt cho cả hai bên trong cuộc chiến tranh của Nga, khi Kyiv tăng cường sản xuất và nhập khẩu máy bay không người lái trong nước. Vào cuối tháng 2 vừa qua, ông Sukharevsky cho biết mục tiêu của Ukraine vào năm 2024 là đối đầu với lực lượng Nga trên chiến trường bằng máy bay không người lái. Theo Sukharevsky, quân đội Ukraine không từ bỏ các hệ thống cũ mà đang tìm kiếm giải pháp để tăng cường khả năng hiện có của mình. Ông Sukharevsky, một quan chức quân sự cao cấp của Ukraine, chịu trách nhiệm phát triển và sử dụng các hệ thống không người lái trong quân đội, cho biết hầu hết mọi máy bay không người lái được cung cấp đều được sản xuất trong nước. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số, ông Mykhailo Fedorov, trước đó cho biết Ukraine sẽ đạt được mục tiêu sản xuất 1 triệu máy bay không người lái mỗi năm vào năm 2024. Ông Sukharevsky cũng thông báo rằng các máy bay không người lái hàng hải của Ukraine từng sử dụng để tấn công các mục tiêu hải quân Nga ở Hắc Hải sẽ được triển khai tới biển Azov trong tương lai sắp tới. Máy bay không người lái hàng hải Sea Baby của Ukraine đã được sử dụng trong nhiều cuộc tấn công vào hạm đội Hắc Hải của Nga kể từ năm ngoái. Ông cũng cho biết khả năng Ukraine phóng máy bay không người lái có khả năng vươn tới 1.200 cây số bên trong lãnh thổ Nga. Và ông cũng nói thêm, và hãy tin tôi, hôm nay và thậm chí cả ngày hôm qua, 1.200 cây số không phải là giới hạn. Lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm mục đích gây thiệt hại cho các cơ sở sản xuất và công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ukraine hôm 2 tháng 3 đã tấn công các cơ sở sản xuất máy bay không người lái và một nhà máy lọc dầu ở các thành phố Yelabuga và Nizhnikamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan của Nga, cách biên giới nước này khoảng 1.300 cây số. Đây là một cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine vào khu vực này của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Tổng cộng, có 12 nhà máy lọc dầu của Nga được cho là đã bị tấn công thành công ở nhiều khu vực nằm sâu trong lãnh thổ Nga tính đến ngày 17 tháng 3. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký một sắc lệnh vào tháng 2 thành lập một nhánh riêng của lực lượng vũ trang Ukraine chuyên phụ trách máy bay không người lái. Thủ tướng Bộ Công nghiệp Chiến lược
bà Hanna Vodia cho biết Ukraine có khả năng sản xuất 150.000 máy bay không người lái mỗi tháng và có thể sản xuất 2 triệu máy bay không người lái vào cuối năm nay. Nga tấn công 10 cộng đồng biên giới ở Sumy. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều Chủ nhật 14 tháng 4, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, đại úy Aliona Liutnitska cho biết lực lượng Nga đã tấn công 10 cộng đồng dọc biên giới Sumy 21 lần vào ngày 13 tháng 4, gây ra 118 vụ nổ. Cư dân sống dọc biên giới phía đông bắc của Sumy với Nga phải hứng chịu các cuộc tấn công hàng ngày từ quân đội Nga gần đó. Các cộng đồng Miropilia, Khotin, Svisa, Esman, Selihine, Bilopilia, Putil, Seredina Buda, Velika Pisarivka và Krasnopilia đã trở thành mục tiêu của pháo binh, súng cối, hỏa tiễn, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, súng phóng lựu và bom dẫn đường KAB của Nga. Cộng đồng Bilopilia và Seredina Buda hứng chịu các cuộc tấn công nặng nề nhất bằng súng cối, pháo binh và hỏa tiễn, gây ra đến 26 vụ nổ ở mỗi khu vực trong suốt cả ngày. Cộng đồng Sve đã hứng chịu 2 vụ tấn công bằng bom dẫn đường của KAB. Không có thương vong hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự dọc biên giới được báo cáo. Một ngày trước đó, một cuộc không kích của Nga nhằm vào thủ phủ khu vực, thành phố Sumy, đã khiến 3 người bị thương và các tòa nhà dân cư và hành chính bị hư hại. Ngoại trưởng Tajikistan chỉ trích cách đối xử với nghi phạm tấn công Mặc Tư Khoa đàn áp người Tajik ở Nga. Tối ngày 22 tháng 3, một số tay súng đã nổ súng tại tòa thị chính Krokus ở Krasnogorsk, ngoại ô Mặc Tư Khoa, khiến ít nhất 144 người bị thiệt mạng. Một nhánh của nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngay sau đó. Chính quyền Nga đã bắt giữ 11 người đàn ông, trong đó có 10 người đến từ Tajikistan. Liên quan đến vụ tấn công, trong đó có 4 người bị cáo buộc trực tiếp tham gia. 4 nghi phạm người Tajik xuất hiện tại tòa với những dấu hiệu bị đánh đập rất rõ ràng. Sau các video và hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Nga, mô tả cảnh họ bị chính quyền Nga tra tấn, như một người bị móc mắt, và một người khác bị xẻo lỗ tai và bị buộc phải ăn lỗ tai của mình. Ngoại trưởng Serozhidin Muridin nói, việc sử dụng tra tấn dưới hình thức cắt xẻo cơ thể là không thể chấp nhận được. Cái giá của những lời thú tội được trích ra theo cách này thì mọi người đều biết rõ. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã viết vào năm 2017 rằng, ngoài việc vô đạo đức và bất hợp pháp, việc tra tấn còn không hiệu quả. Ông Mark Fallon, cựu quan chức Mỹ, từng giám sát các cuộc thẩm vấn tại trại giam vịnh Guantanamo ở Cuba cho biết, nó thậm chí có thể phản tác dụng. Các sự việc bài ngoại cũng được báo cáo hàng loạt sau vụ tấn công, cũng như trường hợp người Trung Á rời khỏi Nga vì lo ngại có thể bị trả thù và phân biệt chủng tộc gia tăng. Ông Muridin nói rằng do kết quả của một chiến dịch thông tin sai lầm, nhận thức tiêu cực đang được hình thành đối với Tajikistan và người Tajik. Hàng triệu người Tajik là những người Trung Á khác sống lâu dài ở Nga hoặc làm việc theo mùa ở đó. Ngân hàng Thế giới ước tính vào năm 2022 rằng lượng kiều hối gửi về từ người lao động nhập cư chiếm tới 50% GDP của Tajikistan. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.